ngày xưa mình hàn lấy cái sắt rồi mình làm cái mặt đích ấy. À. Nếu mà mình làm được cái mặt đích đúng không? Thì mình tháo ráp ghế. Đây, tôi xin giới thiệu mọi người, đây là cái hệ thống bơm tự áp nha các bạn nhé. Đây, hệ thống dùng lực nước để đẩy nước đây. Đây dùng cái bình, mùa này thì không có nước. Nhưng mà mình đam mê về ba cái vụ gọi là bơm tự áp này nên mà quyết định hôm nay phải vào để tìm hiểu cho rõ. Đấy, đây là cái bình chứa khí, gọi là lấy bình ga về chế để chứa áp suất. Đấy các bạn nha, đây, nhưng mà tiếc thay là không có nước bơm ra là không thể thấy nó hoạt động ra sao. Nhưng mà cái này hoạt động rất là mạnh, bơm nước là cả ngày cả đêm không có mất một đồng tiền điện nào các bạn nhá. Đấy, đây là hệ thống bơm tự áp hay là tiếng nước ngoài người ta gọi là ram pump ấy. Đấy. Nói chung là ngày xưa mình làm cái này đầu tay. À. Cái này đầu tay cho nên là nó còn nhiều cái hạn chế lắm. Ừ. Đây, ống nước đây này, cái chiếc dẫn đi để bơm tưới cả đây các bạn nha, đây này. Thấy chưa? Đó, đây cái hệ thống này. Đây là cái hệ thống bơm đây. Đó, rất là hay. Đấy, đây là của một bác nông dân ở thôn 9 Thống Nhất Bình Phước mình các bạn nhá. Đấy, đây là do của một nông dân đấy, nông dân mà chế được một cái công trình như này thì không phải là tầm thường nhé các bạn nhé. Đâu. Đấy. Và bây giờ mình đã tìm và đang trên đường đi về đây, dãy của bác đây, cà phê tiêu đây. Đầy đủ đây các bạn nhé. Đấy. Đấy, thấy à? Tiêu này. Đấy. Vườn rộng như là vườn này là phải cao này xịt thuốc chứ chắc không được, tại vì xịt thuốc nó bay hết vào cà. Ừ. Phải là phát sơ qua một lần xong nó lên xong là mình mới xịt được. Đây này các bạn nhá, đây là từ nước từ trên này phóng xuống đây nhá các bạn nhá, đây này ha, ống này ha. Đấy, nhưng mùa này khô nước, không có nước các bạn ạ. Đây đây, cái kia là cái lọc rác đây các bạn thấy không. Đó, ống 114 nha các bạn nha. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh, subscribe nha. Để mình có thêm một tí động lực nha các bạn nha. Và xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn những video tiếp theo.